tàu để chào các bạn thân mến nha. Hôm nay đi chơi mà gặp trời không có được tốt, không có nắng. Thì chưa có mấy căn nhà đẹp vậy không? Quay nhanh thôi, chạy qua. Ngồi ở sao cho nên quay nó không có được hết được. Đằng đó có nhà thờ đẹp, là lúc trước đi lên đấy chơi một lần rồi nè, nhà thờ. Sắp tới bên tàu rồi. Bên kia có nhà đẹp đúng không? Mà mình ở trong xe cho nên quay không được hết đó. Vòng vòng ở đây nhà rất là đẹp nha các bạn. Mùa hè đó đẹp. Chút nữa đi vô trong nhà đó. Đi xuống tàu. Giờ đậu đây chờ. Đó. Xe điện cho khách xuống quá chừng không? Để xuống tàu. Mình bây giờ ở đây đậu xe ở đây chờ. Quá trời không, xe điện ngừng lại cái khách xuống rồi kìa. Quá sao? Trước ở đằng xa. Ở trước này cái chiếc xe buýt này nó cũng đang đón khách nè. Cho nên khách đổ xô đi. Bữa nay ngày không có được đẹp lắm. Mình ở trong xe cho nên quay nó cũng không có được rõ lắm. Mình ngồi đằng sau nữa cho nên quay nó không được rõ. Ở đâu? Trời du khách. Trời ở Phần Lan là vậy đó. Khi mưa một chút thì chút có nắng cái hả? Những khu nhà gần bến tàu này, rất là đẹp. Nếu mà mùa hè đi tới đây rất đẹp. Đây là bến tàu. Bây giờ mình đậu xe ở đây chờ vài người bạn nữa. Đó, một lát nữa đi chuyến tàu đó. Kia. Đó, chúng ta cái nhà đó là đi vô bến tàu. Rồi. Lát nữa đi chuyến tàu bự đó. Xe điện nó chở khách tới nữa. Sắp sửa tới giờ xuống tàu rồi cho nên hành khách tới quá trời. Xe điện. Ở trên thành phố thì quá trời người luôn. Rộn nhịp. Xuống tàu. Có đây không? Chỗ này là đường cho xe đi xuống tàu luôn. Không, này màu đỏ không được, này nè, màu xanh nè. Mở cửa xem. Ôi. Bây giờ tới trạm trình giấy để xe xuống. Melo sama gua sen. To edelisa nào tong ka? Xe phía trước. Se, toi se me auto sit taas toisen kaverin varauksella. Pitäis mun soittaa sille, että antaa varausnumero. Joo, tai onko sulla hänen nimeä tai jotain? On Tanda. Chờ bạn tới nữa. Wow, tàu bự quá kìa tên đi. Thấy không? Tàu bự thấy không tên đi. Kiitos. Chưa còn lấy số. Mới mồi. Thằng đi là mối mồi kìa. Lấy số nữa để xuống tàu. Thanda luetella toi varausnumero. Mitä? Pyydä Thanda luetella varausnumero. Varausnumero. Đây là len số 1 nè. Ít xe hơn mấy cái len bên kia, quá trời xe luôn. Bây giờ
xe bắt đầu chạy xuống tàu, chạy vô đường đi xuống tàu này. Rồi bắt đầu xe vô tàu. Mỗi lần mình đi là đều đi xe xuống tàu hết cho tiện, tại con nít đó, con nít đó mình đi xe xuống tàu luôn nó tiện. Với lại thí dụ mình mua quà cáp á, hành lý rồi của mình để trong xe nó tiện hơn, mình mua đồ cái mình đem ra xe nó tiện lắm. Ôi tàu lớn dễ sợ, mình quay nó hơi dằn ha các bạn, tại đi mấy cái dốc trong quay nó hơi dằn, quên lấy cái cây chống rung theo rồi cho nên nó dằn quá. Đây là phòng ngủ nè, giường người ta xếp lại. Khi nào mình ngủ thì mình lật ra. Bây giờ vô phòng rồi, thoải mái. Vô phòng nghỉ ngơi. Vừa vô tới tàu là đi lên phòng ngủ liền. Mấy đứa nhỏ cũng mệt rồi, cho nó nghỉ ngơi ngủ. Phòng này có, mình đặt cái phòng có 4 giường. Đây là 2 giường tầng trên và 2 giường tầng dưới. Cũng rộng rãi, thoải mái, đầy đủ tiện nghi. Đi mấy đứa nhỏ ngủ, cho nó ngủ nghỉ ngơi chút xíu rồi còn đi lên bờ nữa. Bây giờ mình cũng nghỉ ngơi chút xíu. Đi lên đây mới quay vợ. Tàu chạy đi thôi. Bây giờ mình ở trong tàu nè, tàu đã khởi hành rồi, mới có khởi hành mấy phút thôi à. Wow. Nhìn những cái nhà xa xa đẹp ghê luôn, tại trời mưa cho nên thấy nó không có được rõ. Bên đây có cái nhà bên đồi nè, cái nhà trên đồi là chỗ này quay rõ quá nè. Tàu mới rời thành phố Helsinki. Đó, tuốt đằng đó là Helsinki. Bây giờ tàu còn chạy chậm, chưa chạy nhanh. Mới rời bến 5 phút. Tuốt đằng đó là thành phố Helsinki ha. Là ở đây kiến chỗ này quay rõ hơn đằng kia. Đây đằng kia có nước mưa. Tàu quá trời lớn luôn. Trời ơi quá trời máy ghê nè. Ơi nhìn cảnh đẹp phải không các bạn? Hồi nãy trên đường đi thì trời mưa mà bây giờ có nắng rồi nè. Bây giờ có mặt trời rồi kìa. Đó, bây giờ mặt trời lên rồi kìa. Có người ở trên mấy tầng trên nữa. Lên mấy tầng nữa. Nhà
chơi xong gặp mưa, bây giờ lên tàu là tàu đã hết mưa rồi. Nhưng mà không có ánh nắng á, không chưa có nắng cho nên quay nó cũng không có được đẹp màn ảnh lắm. Xuống tàu vui á các bạn. Ồn quá nói không được lớn à. Quên đem cái hay là ba không? Máy bấm quá trời. Ai xuống đây cũng thích chơi máy bấm mà. Không biết bao nhiêu một ấy đâu. Cái kìa, Tony mê quá rồi kìa, lại ngồi lái xe kìa. Tony lại ngồi lái kìa. Rồi, giờ Tony bắt đầu lái xe nè. Chọn xe đi, chọn xe. Chọn xe nào, xịn xịn đi. What is this or this? Chơi hết 2 đồng rồi ha, bây giờ gạt thêm 2 đồng nữa nè. Rồi, kìa, từ từ. Đây, gạt 2 đồng nữa, bắt đầu. Rồi, tiếp tục. Starting. Thêm 2 đồng nữa, 2 đồng chốt nhóm luôn. Hai đồng chơi chốt nhóm. Lựa xe đi. This or this? This. Lamborghini. This. Chơi lựa xe đi. Automatic rồi. Start bấm start đi. Start. Wow. Ready? Rồi. Go. Quá chừng mê không có chịu rời chỗ này luôn á. Hết 2 đồng này tới 2 đồng khác. Let's go. Không cần đạp, không cần đạp, không cần đạp. Please don't, không cần đạp. I know. Nít nào cũng mê chỗ này á nè. Nè bấm này nè. Người lớn thì mê mấy cái máy ngoài kia. Chậm chậm thôi. Hai tay cả hai tay. Trời, Tony chạy lên lề không rồi. Tony mới có học lái lần đầu tiên thôi. Ở nhà đâu có cho nó chơi đâu. Lên đây mới cho nó chơi thôi nè. Ở nhà đâu có được chơi. Nhà không được chơi game. Chỉ có nhạc thiếu nhi thôi à. Nên lên đây mê quá rồi, cưng cho chơi. Ở nhà không được chơi. Rồi, hết 2 đồng nữa, nhấp nhái luôn. Trời ơi. Một nốt nhạc là hết 2 đồng rồi. Là nãy giờ 4 đồng rồi ha. Còn 4 đồng chơi nữa nè. Nắng lên rồi nè các bạn ơi. Ha. Bây giờ nắng lên rồi nè. Thấy cảnh đẹp không? Có mặt trời lên rồi kìa. Đứng ở trên quay, đứng tuốt ở trên cao quá hơi chóng mặt cho nên chạy xuống đây. Đứng ở trên chóng mặt quá, lâu rồi không có đi tàu á, cho nên nay đi lại thấy chóng mặt quá. Sao? Hồi nãy không chóng mặt mà bây giờ ra ngoài nó chạy lên nhanh chút nè.
Nhưng mà cái tàu này chạy im lắm, không có sóng nhiều, tại vì tàu này là tàu lớn nhất. Tao đi sợ không dám nhìn biển. Tàu là mê, chạy lung tung hết là Tony. Đi về không? Nãy giờ xuống tàu, hồi sớm xuống tàu đi vòng vòng ha, ngắm cảnh phía ngoài, ngắm biển, rồi đi vòng vòng xem mấy cái gian hàng mỹ phẩm, bán rượu đồ. Mình đi vòng vòng hồi cái đi ăn xong rồi bây giờ trở về phòng ăn uống, rồi trở về phòng nghỉ ngơi chút xíu, rồi cái sắp tới lên bờ nha các bạn. Thôi video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Mình nghỉ ngơi xong cái chút xíu cái mình đi lên bờ, rồi bắt đầu mình lên bờ mình sẽ quay tiếp cái phần 2 nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình ha. Cảnh ở Phần Lan mùa thu, hồi sáng trời nó mưa quá, hồi sáng đi mưa quá chừng, mình tưởng đâu là lên tàu mưa chứ ai ngờ lên tàu cái hết mưa rồi. Còn ui ui chút cái bây giờ chút cái có nắng lận rồi. Thôi chào, hẹn gặp lại các bạn video mới tiếp theo ha. Và cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và xem hết video của mình nha. Bye bye. Hẹn gặp bạn các bạn video tiếp theo mà khi mình lên bờ nha.